Hi, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay lại cuối tuần, em quay một chiếc điện thoại Nokia N95. Con này là N95 2GB nha. Còn mấy bữa trước quay mấy con là 8GB nha. Con này có gắn thẻ nhớ, đây thẻ nhớ nằm ở đây. Chức năng như nhau, chỉ có chỗ gắn thẻ nhớ thôi. Còn 8GB nó không có chỗ gắn thẻ nhớ. Bộ nhớ trong 8GB. Đó, bây giờ quay trước tiên quay ngoại hình trước đi. Đó, phím nè. Con này máy đẹp nha, cho nên giá nó không có rẻ. Nó cũng chịu máy á. Đó, anh nào thích thì lấy sớm nha, mấy con này úp lên là khách lấy lẻ lắm. Đó, mở nguồn. Con này em bỏ sim sẵn rồi, mở nguồn thôi. Anh nào mua em tặng cái tai nghe zin nè. Đó, tai nghe zin nè. Đó, chắc 3.5. Về ba gắn vô là nghe thôi, nghe hay lắm, anh thử rồi. Đó, quay ngoại hình nữa nè. Trong máy là em gắn thẻ 1GB sẵn rồi nha, cài mình tới mấy bài nhạc sẵn rồi. Cái gì mua về là bỏ sim mà xài thôi. Đó, con nghe nhạc cũng hay lắm. Nói chung là nghe nhạc y chang mấy con này với 58GB luôn nha, chứ không khác gì hết á. Đó, vậy vậy đó. Thôi em không có mở nhạc nữa, tại vì mở nhạc mỗi lần quay video á, mà mở nhạc YouTube á, nó bị đánh bản quyền hoài à. Bởi giờ mở quay mấy clip bị hai lần rồi. Đó, em mở sơ gì thêm thôi nha. Đó, phím bấm là rất nhẹ nhàng. Lên xuống qua lại nhẹ nhàng. Rung chuông ok luôn. Đó. Đó, rung rất là mạnh. Đó, rung rất là mạnh nha anh chị. Máy có 3G nè, đó, bỏ sim mà xài, không có lo gì hết. Đó. Vô tìm wifi chơi luôn. Đó. Wifi, đó. Nghe gọi chuẩn. Đó, tai nghe đây nè. Đó, anh chị mua về anh chị ghim vô xài thôi. Tai nghe là tai nghe mới trong hộp của E72 New nha. Đó, con này của E72. Máy tính chưa sử dụng luôn mà. Đó. Trượt rất là nhẹ. Này sao ta? Đó. Ken xà beng, thấy không? Giờ mà kiếm mấy con này cỡ vậy là khó anh chị ơi. Anh nào đang đam mê trượt, nghe gọi chơi chơi, giá tầm triệu mấy chơi đi nha. Lúc lên kiếm không còn đâu. Rồi, ok. Anh nào thích alo cho em. Vẫn như cũ thôi. Đây. Nha. Rồi, ok, cảm ơn những clip nha. Những máy là vậy nè. Đó, thêm cục sạc zin nữa. Là xài thôi. Ok.